có nhiều người thắc mắc tại sao tôi đang dành lên một cái dòng để đi xin tiền. Như các bạn chị em biết là làm cái gì cũng tốn kém hết, nhưng ngày nay chúng ta thấy có những cái phương thì cũng như là các em và các anh chị rất là nhiều thời gian và tốn kém. Và bây giờ đây tôi xin mời các bạn chị em tiếp tục học tập lại của chúng ta ra trong bài tập chính sách cái dòng này. Xin các bạn chị em hãy nhớ rằng khi chúng ta quảng đại cho nhà thờ, chúng ta quảng đại cho Chúa đó, và người ta nói rằng cái còn lại trên cuộc đời này chúng ta giữ lại những vô lại, mà cái còn lại trong cuộc đời này chính là những gì chúng ta cho đi. Và vậy hôm nay mừng Chúa phục sinh, tôi vô gọi vẫn là quảng đại của những cuộc chị em chúng ta hãy quảng đại cho cái chương trình Alleluia hát lên mừng Chúa ngày hôm nay, để cho nhà thờ có một tinh thần quảng chi phí những cái chi phí mà chúng ta sẽ thấy ở đây. Và thưa các bạn chị em, bây giờ thì tôi sẽ được hát bài để cho nó thay đổi chương trình một tí. Xin các bạn thọ cho bạn nhạc, làm cho tôi đôi chiều đôi chiều. Chúng tôi sẽ hát cái bài mà của cha thần tâm, đó là cái bài mà Alleluia hát lên tôi cùng với một số phụ hoàng.
super lòng người. Khi chúng ta đang thất tình và chúng ta đứng trên cái cầu và chúng ta chỉ muốn tự tử để chết, thì bỗng nhiên ông chủ tịch đã nhảy xuống cầu, thì ông nghe tiếng chuông nhà thờ, và từ cái tiếng chuông nhà thờ đó đã làm cho ông thức tỉnh và ông nhớ rằng đừng quá bi quan và hãy hy vọng. Bởi vậy thay vì nhảy xuống cầu để tự tử, thì Super đã nghe tiếng chuông nhà thờ và quay về để viết một nhạc phẩm Ave Maria đầu tiên. Bây giờ đây tôi xin mời quý bà và chị em cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huyền qua nhạc phẩm Ave Maria.